Ngày 5 tháng 10, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, khoa sản bệnh A4 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết sản phụ mang thai lần thứ hai, mang thai tuần 40, nhưng không đi khám đúng hẹn. Nguyên nhân, do gia đình không muốn sinh con mồng 1, sợ khó nuôi nên ở nhà khép chân chờ qua ngày. Chị nói bé đầu tiên cũng chọn ngày giờ, sinh mổ ở tuần 41 nên có nhiều kinh nghiệm. Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ối xanh, đầu con lọt thấp, chỉ định nhập viện ngay. Nếu kéo dài nguy cơ, mất tim thai và rủi ro tăng gấp 10 lần. May mắn, sức khỏe mẹ và thai nhi ổn định, chuyển ra an toàn, bác sĩ nói. Bé trai chào đời nặng 3,8 kg, khóc to và hồng hào. Trước đó, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận thai phụ 39 tuổi, suýt tử vong do tiền sản giật nặng ở tuần thai 37, nhưng quyết không mổ vì kiêng ngày mùng 1. Kíp cấp cứu mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. May mắn, bé gái chào đời an toàn, sức khỏe người mẹ ổn định. Bác sĩ khuyến cáo sản phụ nên sinh thường, trường hợp bất khả kháng sẽ được chỉ định sinh mổ. Tuy nhiên, không có phương pháp sinh nào là an toàn tuyệt đối. Thông thường, bác sĩ sẽ cân nhắc giữa lợi ích, nguy cơ sinh thường và sinh mổ để đưa ra chỉ định đúng, kịp thời. Do đó, mẹ bầu nên suy nghĩ tích cực, thoải mái tâm lý và có kế hoạch chi tiết trước khi sinh. Mẹ bầu và gia đình không nên quá mê tín, cứng nhắc bởi việc chọn ngày, chọn giờ để ép, đưa con ra đời, khiến bé thiếu tháng, hệ hô hấp chưa hoàn thiện, viêm phổi, ảnh hưởng phát triển sau này. Chưa kể, đẻ mổ để lại nhiều biến chứng ở mẹ, như nhiễm trùng, sẹo, vết mổ không lành, ngứa, nguy cơ vỡ tử cung khi có sẹo mổ cũ 2 lần, cao gấp đôi so với sẹo mổ cũ 1 lần. Với nhiều mẹ bầu, em bé sinh ra ngày nào cũng được, chỉ cần con chào đời bình an và khỏe mạnh. Nhưng với mẹ bầu 36 tuổi này lại nhất quyết không chịu sinh mổ chỉ vì hôm đó là ngày mùng 1. Trước đó cũng tại khoa sản bệnh A4, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã gặp một trường hợp sản phụ nhất quyết không chịu sinh vào phòng mổ. Lý do mẹ bầu này đưa ra chỉ vì không muốn sinh con vào ngày 1 âm lịch. Bác sĩ Đạo cũng cho biết, mẹ bầu này đã 36 tuổi và đang mang thai 37 tuần. Khi nhập viện, trong đêm, khi thì mẹ bầu đang bị huyết áp cao và có dấu hiệu tiền sản giật nặng. Đặc biệt, nhịp tim thai bị giảm liên tục và có dấu hiệu bị thiếu oxy nghiêm trọng. Thế nhưng, sản phụ này khăng khăng, không chịu mổ đẻ theo chỉ định của bác sĩ chỉ vì e ngại sinh con ngày mùng 1 có tinh khí khác thường, khó nuôi, không tốt cho con sau này. Trong đêm, các bác sĩ đã phải nhiều lần giải thích và ép mẹ bầu này lên bàn mổ. Để phụ sản ngoan cố, chịu lên bàn mổ, người nhà đã phải kèm một số tác động vật lý. Rất may, cuộc mổ đã diễn ra suôn sẻ và sản phụ đã mẹ tròn con vuông. Có thể thấy rằng, hiện nay, những quan niệm về giờ tốt, tháng đẹp khiến nhiều người bỏ qua lời khuyên của bác sĩ, dẫn đến những tình huống nguy hiểm cho cả mẹ và trẻ em. Chị Vân Trang, 27 tuổi ở Hải Dương, mang thai lần đầu, 36 tuần 3 ngày, vài tháng trước, chị cùng mẹ chồng đi xem bói, chọn ngày đẹp mổ chủ động, thì nhận được lời khuyên. 2 tuần nữa là ngày đẹp, đảm bảo em bé sẽ có tương lai tươi sáng và mang lại may mắn cho bố mẹ. Thấy ngày đẹp trên, cách quá xa ngày dự sinh, nên chị Trang tính đến chuyện giả vờ chuyển dạ. Sau khi thống nhất với mẹ chồng, chị Trang gọi cho chồng đang đi làm xa, về nhà đưa chị đến bệnh viện sinh con. Đến viện, sản phụ giả vờ ôm bụng đau đớn, nói với bác sĩ về dấu hiệu chuyển dạ, yêu cầu mổ gấp. Qua thăm khám, các bác sĩ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu chuyển dạ hay bất thường từ thai nhi. Bác sĩ khẳng định sản phụ không nguy hiểm, chưa cần can thiệp. Nhưng chị Trang nằng nặc, đòi mổ với lý do muốn sinh con giờ đẹp. Bác sĩ mất rất nhiều thời gian để giải thích với sản phụ rằng việc vội vàng mổ khi trẻ chưa đủ ngày, tháng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, phát triển của con sau này, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, sản phụ mới đồng ý dừng việc mổ, trở về nhà chăm sóc thai nhi cho đến ngày chuyển dạ thật sự. Theo bác sĩ, một số gia đình tin rằng sinh con vào giờ vàng mang lại may mắn và thuận lợi cho cuộc đời của đứa trẻ. Công danh và tình duyên của con sau này sẽ hanh thông. Tuy nhiên, quan niệm này không có cơ sở khoa học. Theo bác sĩ Lê Duy Toàn,
phó khoa mổ dịch vụ D5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Trong ngành sản khoa, sinh mổ chủ động có thể được thực hiện để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé. Nhưng không phải trường hợp nào bác sĩ cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình. Chúng tôi phải đảm bảo em bé sinh ra khỏe mạnh, thai đủ tháng mới mổ chủ động, yêu cầu mổ sinh chủ động khi thai nhi chưa đủ tháng để tránh ngày xấu sẽ bị từ chối vì phải đặt yếu tố chuyên môn lên hàng đầu, bác sĩ Toàn nói. Chọn ngày sinh, hay còn gọi là đẻ giờ vàng, dựa trên tín ngưỡng dân gian và mong muốn điều tốt lành cho đứa trẻ. Song điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro và khuyến cáo phụ nữ mang thai cần cân nhắc kỹ lưỡng. Can thiệp để sinh con theo giờ vàng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Chọn ngày giờ sinh mổ không dựa trên cơ sở y học mà chỉ mong muốn cá nhân có thể dẫn đến tình trạng trẻ sinh non, khi đó hệ hô hấp, tiêu hóa và miễn dịch của trẻ chưa hoàn thiện, dễ mắc các bệnh lý nghiêm trọng. Chỉ định mổ, bắt con phải được giám sát chặt chẽ về chuyên môn, trường hợp thai từ 30 đến 40 tuần được xem xét sinh mổ chủ động. Còn những trường hợp 37 tuần, bác sĩ tuyệt đối không đồng ý vì việc này cực kỳ nguy hiểm, trẻ có thể gặp phải bệnh màng trong ở trẻ chưa sinh. Phổi chưa đủ trưởng thành để tự thở, bác sĩ Toàn nói. Các phương pháp kích thích, chuyển dạ hoặc sinh mổ không cần thiết có thể gây ra ở biến chứng như nhiễm trùng, mất máu nhiều hơn bình thường và thời gian hồi phục sau sinh dài hơn. Nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mà còn có thể để lại hậu quả lâu dài cho sự phát triển của trẻ. Bác sĩ khuyên việc sinh con nên tuân theo tiến trình tự nhiên và các chỉ dẫn y khoa. Nếu không có lý do y tế đặc biệt, hãy để cho thai kỳ diễn ra tự nhiên và chỉ can thiệp khi có sự tư vấn, giám sát chặt chẽ của các chuyên gia y tế. Điều này đảm bảo sự an toàn và sức khỏe tốt nhất cho cả mẹ và bé. Sinh đẻ có nhất thiết phải kiêng ngày mùng 1 hay rằm? Nếu như trước đây, nhiều người có quan niệm rằng kiêng sinh nở vào ngày mùng 1 hay ngày rằm vì cho rằng sinh con ngày này sẽ khó nuôi, có tính khí khác thường, thì hiện nay hầu hết mẹ bầu không còn suy nghĩ lạc hậu, không có căn cứ khoa học như vậy nữa. Thực tế, nhiều mẹ bầu mổ chủ động vẫn không quan tâm đến ngày tháng, họ chỉ cần vượt cạn bình an, hai mẹ con an toàn, khỏe mạnh chứ không quan trọng đẻ ngày mùng 1 hay ngày rằm. Thậm chí theo nam bác sĩ sản, nhiều phụ sản sinh con ngày mùng 1 hoặc ngày rằm cho biết vẫn rất dễ chăm sóc, không trái tính trái nết và các bé rất thông minh. Những mẹ bầu có tâm lý kiêng cữ, quyết nhất quyết khăng khăng không chịu đi đẻ, dù ở tình trạng nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con, như sản phụ khoa trên thì lần đầu. Cho dù trẻ sinh ra vào ngày mùng 1, giờ nào nếu có sự giáo dục, quan tâm chăm sóc của gia đình, sẽ giúp chúng phát triển cả về thể chất lẫn tâm hồn, trở thành những người có ích cho xã hội. Chọn giờ vàng mổ lấy thai ngày càng gia tăng, nhiều sản phụ còn 2 lần tuổi mới tới ngày dự sinh. Nhưng vì muốn con sinh vào ngày đẹp, giờ đẹp, vẫn xin bác sĩ mổ sớm, nhiều cha mẹ lại lầm tưởng mổ lấy thai an toàn hơn sinh con, theo phương pháp tự nhiên, khiến con phải đối mặt với nhiều nguy cơ, nguy hiểm tới tính mạng.